Chỉ với một chiếc điện thoại, một chiếc đài cassette của đài truyền thanh xã, anh Xuân Đảng cùng những người bạn đam mê tiếng hát chèo vẫn hàng ngày hăng say luyện tập. Nhiều lần đi biểu diễn cho bà con ở các vùng quê cũng không lấy một đồng thù lao nào. Phần thưởng lớn nhất đối với anh và các bạn của mình là niềm vui của bà con nông dân khi được thưởng thức nghệ thuật dân gian của quê hương. Dù trước kia làm nghề xây dựng và không qua một trường đào tạo nào, nhưng tiếng hát chèo của anh Đảng không những đã đạt được rất nhiều bằng khen ở các kỳ liên hoan hội diễn, mà còn được bà con khắp nơi yêu mến và thường gọi anh là Xuân Hinh của Thạch Thất. Vâng, xin chào anh. Đầu tiên là xin chúc mừng anh với giải A1 với tiết mục Hề Mồ Đồn Rằng trong liên hoan dân ca dân vũ Hà Nội năm 2013. Vậy thì anh có thể chia sẻ anh đã đến với chèo như thế nào được không? Tôi cũng được thừa hưởng một cái gen từ các cụ. Chèo đối với tôi nó là cái tâm hồn của tôi. Nó là cái món ăn mà tôi không thể thiếu được. Cái hồn của chèo, cái tiếng chèo là nó ngấm vào tôi từ năm 97. Khi mà tôi gióng cái bộ áo the đội khăn xếp vào, tôi thấy tôi mới là cái con người thật của con người Việt Nam, một cái anh thanh niên Việt Nam ngày trước. Vâng, như anh nói rằng là chèo là một món ăn không thể thiếu được hàng ngày của anh. Trong khi đó thì công việc hàng ngày của anh là một người phát thanh cho bà con. Vậy có khi nào đó anh mang cái món ăn của mình chia sẻ của bà con qua cái đài phát thanh của mình hay không? Cái chương trình ngày thứ bảy là tôi dành riêng, của đài tôi là chương trình dành cho văn hóa. Thì trong đó có thể là tôi lồng vào một bài hát chèo. Thì cái bài hát chèo đó chính là tôi hát. Có một cái phấn khởi nữa, nó cũng là cái nguồn động viên. Hôm nào mà tôi có một cái bài hát chèo ở trên đài, thì ngay sau khi cái giờ tôi tắt đài là điện thoại tôi đã nhận được tin nhắn của bà con. Rất cảm ơn anh Xuân Đảng, cái bài hát vừa rồi hay quá, tôi đề nghị sáng mai lại cho tôi nghe lại. Được biết rằng là anh đến với chèo rất là tự nhiên như vậy, không qua bất cứ một trường lớp nào. Trước đây thì anh còn làm nghề xây dựng nữa. Vậy thì anh đã làm thế nào để học chèo và rèn luyện chèo được như bây giờ? Tôi theo dõi được cái giờ nào là giờ đài tiếng nói Việt Nam có những chương trình dành riêng cho hát chèo. Mở đài nghe các anh các chị, ví dụ như thần là nghệ sĩ Thanh Ngoan, nghệ sĩ Khắc Tư, nghệ sĩ Văn Chương. Tôi nghe, tôi thấm thía từng câu từng chữ để mà tôi, cái thứ nhất là mình thưởng thức, và cái thứ hai để mình tự mình học được ít nào quý cái tiếng, học cái cách nhả chữ, cái cách luyến máy. Rồi thì khi mà xem ở trên truyền hình mà thấy các anh các chị những cái động tác, ví dụ là nó rất là lẳng lơ, mình học được là mình học rất là thích. Vậy thì trong quá trình mà anh đi biểu diễn thì có vai diễn nào đặc biệt mà anh nhớ tới trong khi nó phản ánh được cái cuộc sống hiện thực bây giờ hay không? Tôi tham gia cái chương trình phòng chống tệ nạn ma túy cho công an tỉnh. Khi mà tôi nhận kịch bản một cái vai nghiện thì tôi rất là sợ. Bà mẹ mưa gió sấm chớp ầm ầm cứ thế đi tìm con. Khi mà bà mẹ đi ra khỏi cái chỗ đó, bắt đầu người con nghiện bắt đầu sẽ chui từ dưới gầm cầu ra. Nãy ra nó phải nói chọn cái câu là mà mẹ tôi phải khổ quá phải đi tìm tôi. Nhưng mà nó nói đến cái câu đó mà mẹ thì nó bởi cơn vật quá, nó không thể vật lên. Lúc bây giờ tôi cầm tóc này, tôi giật ngược hết cả lên, vật vã quay cuồng trên sân khấu và gào. Đại khái là phải gào hết cỡ luôn. Mà lúc bây giờ là trên sân khấu là tôi khóc thật, dưới khán giả cũng khóc hết một loạt ấy. Vâng, và chắc hẳn là lúc này thì không chỉ mình tôi mà rất nhiều người khác muốn nghe một câu hát chèo từ anh. Anh có thể hát câu hát đó được không? Người ơi, hãy về thăm quê hương tôi, có mái đình cổ kinh, có hương thơm đồng nội lúa xanh, bờ tre nghi rộn rã tiếng nghi ve. Ôi thái thiết hương quê mà biết mấy. Đấy, ví dụ thế. Vâng, hy vọng rằng trong thời gian tới thì với những cái đam mê của mình, với những nỗ lực của mình thì anh sẽ đạt được nhiều giải cao hơn nữa trong những liên hoan dân ca dân vũ sắp tới, và quan trọng hơn là lưu giữ được giá trị truyền thống của chèo trong bà con nhân dân ở đây. Vâng, cảm ơn anh cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay.